dạy con nói dối. Nè, Bình ơi, Bình, dậy đi. Mặt trời lên cao bằng con sào rồi. Hôm nay phải cày để còn bỏ phân nữa cơ đấy. Tôi... để cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi. Vẫn còn sớm chán mà. Cứ lười nhác thế này thì bao giờ mới khá lên được đây hả? Ôi trời, giàu nghèo thì chết có mang đi được đâu mà than với thở. Sao không mặc nhiều áo ấm vào? Mặc thế này không thấy rét hả? Đây là tất cả số quần áo nhà tớ rồi, làm gì còn nữa đâu mà mặc. Vậy hả? Thế không bảo mẹ cậu mai cho miếng chăn làm áo mà mặc, chăn bông ấy, ấm lắm, như áo của mình đây nè. Nhà tớ không có chăn. Không có chăn ư? Nhà ai mà chả có chăn cơ chứ? Đắp bằng rơm, mẹ bệnh cho một cái chăn to làm bằng rơm, cũng ấm lắm đó. Vậy hả? Cha, cha. Mày ra đây cha bảo. Dạ, có việc gì thế hả? Tèo à, lần sau không được nói thế nghe không? Sao hả cha? Con à, lần sau con không cần phải nói rõ về hoàn cảnh nhà mình đâu nhé. Nghĩa là sao ạ? Ừ, thì chẳng hạn như khi người ta hỏi là nhà mình đắp bằng gì thì phải nói là đắp bằng chăn bông, rất ấm áp, chứ không được nói là đắp bằng rơm nghe chưa? Tại sao lại phải nói như thế ạ? Thì cứ nói thế có mất mát gì đâu, cho nó sang cái miệng nghe không? Cho sang cái miệng. Hay quá. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mình, dậy sớm sớm đi nhé. Hôm nay có các bác sang giúp đào hộ cái giếng đó. Được rồi, tôi dậy ngay đây. Dậy luôn đi nhé, đừng có nấn ná thêm nữa đó. Chào các bác. Quý hóa quá. Thôi chết, để người ta thấy mình đắp chăn rơm, các bác ấy lại cười cho. Chú Sâm, chúng tôi đến rồi đây. Chào hai bác. Mời hai bác ngồi đây uống chén nước đã. Thằng Tèo đâu? Rót nước mời hai bác nào. Cháu chào hai bác. Ừ, Tèo ngoan quá. Cha ơi. Gì thế? Ở trên áo cha có sợi bông kìa. Kìa, rõ là cọng rơm, sao cháu lại gọi là sợi bông? Dạ, vì cha cháu dặn là khi nói chuyện với người khác không được bảo nhà cháu đắp chăn rơm mà phải nói là chăn bông. Đừng mang cái bụng bầu mà thách thức tôi. Chúng ta không thể lấy nhau được. Hãy nhìn lại gia cảnh nhà cô đi. Vậy mà anh đã từng nói là anh yêu tôi. Hãy dẹp cái tình yêu sến sẩm của cô đi. Hãy bỏ đứa con đi, nếu cô không muốn bị người đời nhiếc móc. Cô, sao cô dám? Đồ tồi, tôi thật ngu ngốc khi đặt lòng tin vào một thằng đàn ông như anh. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Con à, mẹ phải làm sao đây?
mẹ về muộn quá. À, mẹ về. Con đã ăn cơm chưa? Con đợi mẹ về rồi cùng ăn. Sao con không ăn trước để chiều còn đi học cơ mà? Con thích ăn cùng mẹ cơ. Được rồi, vào nhà ăn cơm đi con. Chào mẹ, con đi học. Đội mũ vào không nắng nghe con. Vâng ạ. Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi. An à, mẹ xin lỗi con vì đã không cho con được cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nhưng vì con, mẹ sẽ vượt qua tất cả. Ơ, con bé An, tan trường không về mà còn đi đâu thế kia? Sao con bé lại có nhiều tiền thế kia? Mình có tiền mà cho nó đâu, tiền ăn còn chẳng đủ nữa mà. Hay là nó trót dại lấy của ai rồi? Mình phải đi theo hỏi cho ra lẽ. Chị ơi, cho em mua cân dưa. Dưa bán bao nhiêu vậy chị? Dưa 15 ngàn một cân chị ạ. Dưa ngọt lắm, chị mua đi. Đắt thế, 10 ngàn thôi nhé. Ờ, giá này thì rẻ quá. Nhưng thôi, tôi đang có chút việc vội đi. Chị lấy đi. Bác ơi, cho cháu lấy đôi này ạ. Bao nhiêu tiền vậy bác? Đôi này 30 ngàn. Bác ơi, cháu chỉ có 28 ngàn. Bác bán cho cháu được không? Thôi được rồi, bác bán cho cháu lấy vốn thôi vậy. Mẹ ơi, con về rồi ạ. An, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Hôm nay tan học con không về nhà mà đi đâu? Con... Trên đường về mẹ nhìn thấy con cầm một xấp tiền trên tay. Mẹ làm gì có tiền mà cho con? Nói mẹ nghe, số tiền đó con lấy ở đâu ra? Có phải vì muốn có tiền nên con đã trót dại lấy của ai phải không? An, mẹ đã có lỗi vì không mang lại cho con cuộc sống đầy đủ giàu có như các bạn. Nhưng mẹ luôn dạy dỗ con thế nào là điều hay lẽ phải. Vậy mà tại sao con lại làm thế vậy An? Không phải đâu mẹ, đó là khoản tiền con tự kiếm được. Con tự kiếm được à? Nhưng bằng cách nào chứ? Con cứ cuối buổi học, con ở lại nhặt những tờ giấy nháp các bạn để lại, gom dần được một lượng lớn thì đem đi bán. Đây là số tiền con dành dụm được trong gần một năm qua. Con mua tặng mẹ đôi dép mới đây nè. Đôi dép của mẹ rất hết cả rồi. Ôi, con tôi, đứa con gái bé bỏng của tôi. An, mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con. Mẹ ơi, con không sao đâu, con thương mẹ nhiều lắm. Khỏe của anh ấy đã tạm thời ổn định, hôm nay chị có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng thưa bác sĩ, mấy hôm nay nhà em vẫn không chịu ăn uống gì cả. Vụ tai nạn lao động này làm chồng chị bị chấn thương tâm lý rất lớn, phải mất một thời gian rất dài nữa mới có thể bình phục được. Chị nên dành nhiều thời gian quan tâm, động viên anh ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Em sắp xếp đồ xong rồi, mình chuẩn bị về nhà nào, em gọi xe rồi. Xe của anh đâu? Em bán nó đi rồi. Đằng nào thì anh cũng không thể lái xe được nữa phải không? Thôi, mình đi nào. Sắp đến rồi đây. Cảm ơn quý khách. Muộn thế này mà vẫn chưa xong việc. Giờ mọi khó khăn chồng chất lên đôi vai cô ấy, mình chẳng còn giúp gì được nữa. Trời lạnh lắm, sao anh lại ra đây? Muộn lắm rồi, chờ mãi không thấy em về, để anh giúp em một tay.
Vâng, vậy anh giúp em lau mấy cái bàn khách kia nhé. Anh có sao không? Trời ơi, phục vụ kiểu gì vậy? Anh vô dụng thật rồi. Anh cứ ngồi yên một chỗ cho đỡ làm phiền người khác vậy. Đi, em có sao không? Có chuyện gì vậy? Chân em bị thương rồi, không đứng lên được. Anh mau đẩy cửa lên, giúp em ra đi. Đẩy cái cửa này lên ư? Làm sao mình có thể làm được? Jenny, em đợi một chút, anh tìm người giúp đỡ. Không kịp đâu, em đau quá. Anh mau đẩy cửa lên, đưa em ra băng vết thương đã. Nhưng anh... Nhanh lên John, em không cầm cự được nữa rồi. Cố lên John, cửa sắp mở ra rồi. John! Jenny, không sao, anh mở được cửa rồi. Em cố gắng ra đây để anh xem vết thương của em nào. John! Để anh xem vết thương của em xem nào. John! Em không sao, anh à. Nếu hôm nay không có anh mà em lại bị thương nặng thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không biết rằng anh có ý nghĩa quan trọng với em như thế nào đâu. Anh à, anh quan trọng à? Anh không thấy hả? Cửa cuốn anh còn nại được lên nữa mà. Anh hiểu rồi, em có sao không? Hình như em không sao nữa rồi. Không sao ư? Có thật vậy không? Đúng vậy, không sao cả. Mình vào nhà nhé. Xin lỗi John, em đã cố tình bị thương để khiến anh lo lắng. Nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không nhận ra anh quan trọng biết nhường nào. Jenny, anh biết em luôn cố gắng làm mọi thứ vì anh. Cảm ơn em vì tất cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.